ăn các chị nhá, chơi thấp được gửi nhà mới rồi, như chống được lấy xuyên rồi, xuyên xong thì mới có nhà rồi, đi cho các em thử làm từ sống thì được vào trong rồi. Tôi không biết làm không, đi gần lũ mới quê gần lũ. Cô nhà mới ở với cảm ơn các em chị nhá. Tôi đã cảm ơn chị đã gửi tiền cho cháu Lực, gửi tiền cho cháu Lực làm nhà cho tôi. Tôi cũng vui vẻ, tôi xin chúc mừng các chị mình khỏe, các em chị mình khỏe nhá.
tôi còn bao thử, tôi cố gặt hết thì chiều tôi cùng nỗ lực quân sơn. Làm cũng được, chung lấy cũng được thì tôi mừng mừng, tôi sắp đặt thấy không đi chúng người ta thì ta sẽ giống như những mình mình các bạn sắp đặt. Giờ tôi từ sáng 7 giờ làm đến giờ thì tôi cũng đói rồi, tôi đi tìm dầu dớn nhà pha mì tôm ăn gói mới làm được rồi. Đây không thời gian này không có dầu gì, tôi về đi về đây gặp tìm dầu dớn đi pha mì tôm. Là phần quà của tôi nhà từ một tí hái được một tí, tôi đi đến nhà pha mì tôm ăn.
Gật gật đi. Buổi sáng nay thì là cháu Lực có bận một chút việc cô bác, chưa xuống được thì em quay phim là xuống trước. Nhưng mà ông không để gặt lúa hết à, hay là hôm nay là mình làm đấy đâu? Ông bảo lấy cơm thì để cơm ăn được. Vâng. Vâng, thế thì tí nấu cơm ăn cơm xong thì đi làm sau ông nhỉ? Ông từ 6 giờ là ông đi gặt đến giờ. Thế là 6 giờ hôm nay là ông đi ra? Vâng, tự ăn cái gì? Vâng. Thế vừa rồi có anh nhà nấu cơm chưa? Vâng, có hai cháu về làm. À, hai anh nhà nấu cơm đúng không? Thế thì một tí nữa anh nấu cơm xong thì ông cháu mình cùng mấy anh em ăn cơm sau, thì trong thời gian mà đang chờ đợi cơm ấy thì cháu với ông là dọn dẹp một số đồ đó. Vâng. Cái này thì chắc là một tí là phải dọn đi ông ạ. Đây. Này găng tay này, nếu mà tí ông đi gạt đấy, ông đeo được ấy, ông đeo đi gạt này. Vâng. Đấy. Và ngón tay của ông là đang bị đau các bác ạ. Những cái chỗ này thì một tí nữa sẽ dùng bạt để phủ hết ông ạ. Phủ xong mà sợ nó không dính. Bạt này thì cháu mua là xuống là cũng khá là nhiều đấy ông. Cái máy này thì để một tí nữa là máy anh em thợ sẽ trả đây ha các bác này. Đây là một tí là phải đeo khẩu trang vào ông ạ. Đây, trà này thì tường nó sẽ mịn hơn các bác, mịn hơn thì khi mà mình sơn ấy thì nó sẽ không có. Vâng. Đây túi bóng ông để vào đây này. Đây đây ông để vào đây không? Có chưa? Đây. Còn đây là mấy cái đồ nghề của làm sơn đúng không? Đây chỗ nào có cây tre không ông? Chỗ nào có cây tre không? Cây tre là nhỏ ấy. Cây suối à? Thế dọn xong rồi tí nữa cháu với ông đi xem cây tre một tí nhỉ? Đây thóc của ông để xếp gọn vào đây, xong rồi dùng cái bạt này phủ ông nhá. Để xếp vào giữa nhà này thì mình cần ở cái góc thôi ông ạ. Ông kéo cái bàn ra đây đi ông, kéo cái bàn ra đây xong rồi tí ông cháu mình dùng bạt để phủ lên thóc của ông luôn. Không là một tí nữa mấy anh em kia bảo là bụi lắm đấy ông ạ. Và này chắc không cần để cái bàn cũng được mà không? Để đảm. Vâng. Ông anh nhấc cái bao kia ra đây một tí, thêm một tí nhá. Có anh nhấc mấy cái bao này ra để đây, xong là ông cháu mình dùng bạt phủ lên đấy không? Vâng, chắc tí đi phơi. À, đi phơi luôn à? Vâng. Ông xem là, à, cái mấy quạt kia không?
À, mấy quạt cứ để ngoài đi ông ơi, để lúc nào mà bụi quá thì mình thổi. Để đồ à, đây là thường đồ máy thợ đúng không? Thế ông để đây được không ông? Đây, xếp vào đây. Ông mà đi cắt ra một chút bạt này này. Ông có dao đây không? Ở đây có. Đây dùng cái liềm để cắt luôn cho nó nhanh. Đây chăn của ông ấy này. Đấy, cho để gọn lên trên này đấy nhá. Cái bạt này thì là cái bạt là mỏng dính đâu bác. Bạt này thì là người ta cũng hay thường mua để mà phủ linh tinh tinh thôi. Ông à, lấy cái mic cho cháu một tí không? Ông lên trên đấy. Nhưng mà ông lên trên này, ông lấy mic cho cháu nhé. Không là tí lên trên là không nghe đấy. Cắt đến đoạn nào để phủ đây đi không? Ông cầm cái kia cháu đi. Chắc cầm này được không nhỉ? Ông cầm cái này nhá để cháu cắt nhá. À, từ á, xếp xem cái thẳng cái nhiệt này đi. Đây, thế đây thì mình thẳng. Cháu cắt nha. Đây thì có dao thì nó... liềm thì nó không được thẳng mấy. Tí nữa ông lấy máy hết cái cuộn băng dính mà hôm nọ mà hai chị Nguyệt Thúy gửi ra đây ông nhá. Để cho tí là mấy anh em sơn là dùng để mà che toilet này này kia nữa. Mình không chủ động che là máy nứa sẽ cỏ rất là khó đấy ông ạ. Nó thì có để quần là băng dính ở đây. Thế này thì sẽ tí sẽ cắt dán ở đây này các bác này. Để cho không nó bị dính vào cái phần nền này này. Nhưng mà cái này là một tí là mấy anh em là trà xong hết đâu các bác. Trà xong hết thì lúc đấy thì mới cắt là để ấy sau. Tí nữa ông mà xem băng dính là ông đấy ở đây hết đâu nhá. Hôm nay là cần đến băng dính rồi đấy. Ông mà lấy đi gạo đi để đâu ấy? Vâng. Vâng. À đây trên này cũng có cây này không? Một tí đi lên trên này chặt này. Chặt cái cây nhỏ nhỏ để mà đút được vào đây là được vừa rồi không? Đây. Vâng, làm cái cán này. Rồi, chuẩn bị cho mấy anh em thợ được không bác? Mấy anh em thợ thì như kiểu là không biết là rừng ông ở đâu, thành ra là không biết là dám đi chặt. Sơn thì hôm qua là cũng đem là xuống đây hết rồi cô bác này. Đây sẽ gồm là 3 thùng lót này. 3 thùng lót này với lại thêm là 2 thùng sơn ngoài và 2 thùng sơn trong nữa. Còn nếu mà thiếu thì cháu được sẽ bổ sung thêm. Này thì một tí là sẽ có người là sẽ phải trà bằng tay thôi. Cái này chắc ấy. Trà thì phải nói là rất là bụi không bác ạ. Trà một tí thôi là thấy là mịn mịn ra như này rồi. Sẽ được thử bóc qua cái sơn này để mà xem một chút các bác ạ, xem là có đúng cái loại màu mà cháu Đức là lấy chưa các bác nhá. Sơn lót thì
người ta làm quen thì người ta dùng cái này là bóc đường. Ôi giời, hôm nhỏ thì bị nhầm một lần nữa các bác, thành ra là mấy anh em là phải đi phải đổi lại rồi. 542 544 hai cái loại này là một loại này các bác này, còn loại này thêm là với lại loại này thêm là một loại, còn ba cái thùng này là thùng sân lót này. Sân lót thì ở đây thì có những ngôi nhà ấy, người ta là không sơn lót đâu các bác, người ta sơn một phát là màu lên thôi. Còn là như nhà của ông thì là lúc cái lớp đầu thì sẽ là sơn lót các bác nhé, cái lớp sau thì nó sẽ là cái sơn mà là cái sơn màu của nó. Cái sơn này thì là nó là sơn bóng các bác nhé, chống thấm này, chống nước này, là mọi cái luôn. Còn là cái thùng nhỏ này các bác, thùng nhỏ này thì chắc là sơn này thì sẽ không lấy hết đâu, thùng nhỏ này thì là sơn ở cái viền, những cái phào chỉ này các bác ạ, những cái phào chỉ nó ấy. Không biết bóc một tí nào, một tí để cho mấy anh em thợ sơn là mấy anh em tự bóc đây các bác ạ. Cái chổi này thì để mà lấy ra xong là quét rồi này, quét sơn này, hoặc là quét những cái góc này các bác này, những cái góc khó này. Vậy ra đây xem là mẹ anh đã nấu cơm chín chưa? Mẹ anh nấu cơm chín chưa anh? Ông? À là nấu canh à? Ông dọn mấy cái cốc này không? Cái cốc này không là một tí nó bụi lắm. Có một cuộn ở đây, hai cuộn như này. Đây có một cuộn không ạ? Thì này hôm nay chưa phải dùng mấy đâu, một tí nó tí nữa bào xong thì mấy khi mà sơn thì mới dùng đến. Những cái này ông không dọn ra là một tí là bụi lắm ạ. Một tí khi mà trả tường này là cực kỳ là bụi. Và hôm nọ cái dây điện dài còn có một dây nào không? À, cái dây điện trước là mua về ấy. Mài một tí rồi là thấy là bụi là khắp nhà rồi các bác ạ. Phải dọn dẹp nhà đã, một tí là ăn cơm đã, không biết là mấy anh em thợ là có ăn cơm đây luôn không. Nhưng mà vẫn phải quét đó, quét là để chuẩn bị ăn cơm đó các bác ạ. Xong thì chiều nay thì để cho anh em người ta làm sau. Đấy, cũng được sự yêu quý của các bác này, và được sự đồng hành của hai chị là Nguyệt Thúy đồng hành cùng nữa, thì đến hiện tại thì ngôi nhà của hai ông cháu thì hầu như là phải nói là ở trong bản này các bác này ít ai làm nhà xây lắm, người ta làm những công trình phụ là nhiều thôi. Còn như nếu mà lên trên xã này thì không thể mà so bì được, với thêm là một số nơi xã người ta phát triển thì không thể so bì được. Còn là như thôn của ông này các bác này, thì thứ nhất là về đường xá nữa, thành ra là người ta cũng e ngại là làm cái nhà xây cả, tại vì là tốn rất là nhiều những cái khoản là kinh phí là phải phát sinh thêm rất là nhiều khi mà làm nhà đấy. Và mấy cây này có phải là của nhà ông không? Không phải, nhưng mà cây bóng hết rồi. Vâng, vậy ông tự đi chặt thì mới được các bác ạ. Đây không, xem cây nhỏ đấy ông ạ, cái to không được đâu, cái to tí nó không vào cái lỗ kia đâu.
Buổi đêm gà của ông là bây giờ là chưa làm chuồng các bác, buổi đêm là trèo hết lên trên cây này nó ở ấy, ông hiểu? Được. Cây này đường ấy nhỉ? À? Cây này đấy. Cây thẳng. Vâng ông, tí mình vuốt vuốt một tí là được không? Chặt lấy tầm 2-3 đoạn gì đấy cô bác ạ. Mỗi một con dao thành ra là ông chặt thì cháu lực nhìn, mà cháu lực chặt thì ông lại nhìn thôi. Thế bảo là ở khu này có con rắn hổ mang à ông? Ừ. Trong cái khu này này, các bác này có một con rắn hổ mang là cũng khá là to các bác. Đâu đó là cần độ bằng cái cổ tay của cháu lực này. Có một đôi đấy. Có một đôi á? Để kết thấy rồi, phải đi bên kia rồi. À, lại đi bên kia rồi à? Vâng, ừ. Cái mùa này nó không ra đấy. Vâng. Cái mùa này chắc nó chui đi vào hang sâu rồi. Thế ông kéo cái cây đấy, ông lấy dao cho cháu chặt cả cái cây kia nữa. Chặt trên cây nhỏ nhỏ nữa. Đây để cháu chặt cho. Ông kéo đi. Rồi không? Cái chỗ non này mà. Cái non này không sao đâu không? Làm mà 2-3 khu nữa mà. Làm 2-3 hôm là có khi là cũng xong rồi. Đây hiện tại thì chưa mặc áo mới cho thì vẫn còn là các bác nhìn là vẫn còn là hơi hơi khác các bác nhé. Ngày mai thì chắc chắn là sẽ một cái diện đạo là mới. Nhưng mà không biết là hoàn thiện là sơn ở ngoài trước hay là sơn ở trong trước. Nhưng mà chắc là lớp lót thì sẽ phải sơn hết các bác, lót đấy. Lót thì mài xong thì mấy anh em là có thể là sơn một phát là hết hết cả cái ngôi nhà cả trong đến ngoài. Còn về màu ấy, về màu thì không biết là mấy anh sẽ lựa chọn là sơn ngoài hay sơn trước. Được chưa ông? Cái này được. Ông chặt thêm à? Để ông chặt thêm thêm cây nữa. Tranh thủ làm có hai anh thợ là đang nấu cơm các bác thì sẽ để cho hai anh là nấu cơm thì cháu được với ông là dành thời gian đấy, cho nên là làm những công việc khác. Này thì xa quá thì ra là mấy anh cũng lựa chọn là ăn cơm nên là ăn mua thức ăn không ăn cơm dưới đây luôn. Chiều hôm nay là bé Mạnh là được nghỉ rồi các bác. Hôm nay thì là thứ 6 rồi. Ngày thứ 6 là Mạnh chỉ có học là mỗi buổi sáng thôi. Được một cá nữa. Được một cá nữa không đấy. Đây có vẻ như là mấy anh là nấu cơm xong rồi đấy. Không ai chặt cái này đi. Đây ông. Hoặc cái bên kia to lắm nhỉ. Được không? Tí to thì mình vuốt nó ra. Vuốt nó nhỏ lại. Mấy anh em chắc nấu cơm xong rồi ông, đi. Cơm xong rồi.
Cơm xong rồi anh? Xong. Nó còn lại nắng, nó bị không đây nắng đấy ạ, nắng đây nhỉ? Lấy cái miếng nào nhỉ? À đây. Để mà quét qua một lượt đã. Này liệu là một ngày thì có hết không anh? Hả? Một ngày thì có hết không? Vâng. Này, anh nấu cơm thì cũng trứng thịt này, cá đầy đủ. Một ngày là chắc là hơi khoai nhỉ. Ông ơi, cái đấy ăn cơm đâu? Cái đấy để làm sao không? Này là canh hả các bác ạ? Canh đây là bác canh đậu tương. Cái đậu này thì không biết là gì, xuôi là các bác là có không. Cái này là trên chỗ lực bán là cũng một cân là 2 mấy nghìn thì sao các bác ạ? Hôm nay là anh thợ là vào bếp này. Wow, nóng quá. Đấy. Ngồi ở phía bên này là cho nó mát hơn một tí các bác. Ngồi ở bên kia thì nóng quá. Ông thì vừa rồi không biết là đi đâu rồi. Ăn cơm đây anh nhỉ? Gọi anh kia nữa. Bắt về chưa nhỉ? Dạ. Bắt đây. Bắt lấy về hết rồi không? Bắt chưa? Lấy về hết rồi. Anh kia đâu rồi nhỉ? Nước canh nhá. Anh lại làm canh. Anh làm canh mì tôm à? Anh làm canh mì tôm à? Ở đây có nhiều canh rồi mà, anh lại làm thêm á? À, tí sợ ăn không hết đấy. Anh lại nấu thêm một bác ạ, sợ là đông người ấy là ăn thiếu. Anh vào ăn cơm anh. Anh kia ra rồi. Đấy, bây giờ thì nhìn là vẫn còn bóng loáng này, sau khi mà sơn xong ấy thì sẽ có lại bám thêm một chút, đến lúc đấy là phải lại cọ thêm rồi. Nhưng mà bạt thì cũng mua xuống nhiều ấy, thì để cho mấy anh em thợ là mấy anh em cẩn thận một chút. Bát chưa? Ông lấy cái muôi cho ông một cái nào. Lấy cái nào múc cơm, lấy cái này nhỉ? Ở này là có cả đậu tương này, thịt này, cả trứng, cá nữa. Anh ngồi đây này anh. Anh ngồi bên này này, xong một tí cho đằng em quay phim nó ngồi đây nó múc cơm. Anh ngồi đây này. Cho em quay phim nó ngồi đây múc cơm. Đây không? Ôi rồi. Rơi ra một tí rồi. Đấy, anh làm thêm một bát mì tôm nữa này. Này là một tí là không ăn mạnh là ăn không hết đấy anh ạ. À.
Cơm đi ông? Ông ăn cơm trước, ăn mì tôm trước? Cơm trước à? Cơm với mì. Đó, cháu ăn cơm trước rồi, mì tôm mà tí nữa ăn sau. Rồi, bây giờ thì xin mời các bác là cùng mấy anh em là ăn cơm các bác nhé. Ông thì tay là đi gạt là bị trúng tay một chút rồi. Anh ăn cơm đây. Anh kia đâu nhỉ? Để cho ăn tự nhiên chắc là cháu được xin phép là dừng ghi hình đó các bác ạ. Cho em mà quay phim là cũng ăn cùng đấy. Đây thưa các bác, hiện tại thì mấy anh em thì cũng đã ăn cơm buổi trưa là xong rồi các bác ạ. Đấy, còn mấy anh bây giờ thì tiếp tục là cái công việc mà đi vào chắc là bây giờ phải trà đó các bác ạ. Trà để cho tường nó mịn đó. Có máy thì dùng máy, còn không có máy thì chắc là dùng bằng tay là nhiều luôn. Cái này nhưng mà phải dùng máy to cái này ấy. Vâng. Còn ở đây thì cũng bố trí thêm là những cái cục này để mà trà nữa rồi. Co thì mua xuống là 2 thùng. Mua xuống là 2 cục. Cái này thì sẽ rất là bụi đấy các bác ạ. Đây, có thể là cái cụ buổi trà này các bác này. Trà này chắc là mất tầm độ đâu đó là một hôm. Còn sơn thì chắc là cũng phải đợi là đến một hôm thì mới xong được. Một tí nữa ông còn đi gạt không? Ông đi ngủ chết một tí. Vâng, nghĩa là ông lên trên hộ nhà Quyết đúng không? Vâng. Thế ông thì lên trên hộ một ngày để mà lấy máy của bác ạ. Lấy máy xuống thì ngày mai là ông tuốt lúa này này. Cái máy cũ của ông thì hầu như là tuốt không có được rồi, là hỏng rồi của bác ạ. Nhà Quyết bên kia thì là gạt hay là tuốt ông? Tuốt rồi à? Vâng. Thế ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nào không? Chào các em các chị nhá. Đi giúp bà xin một buổi. Để lấy máy tuốt này. Chắc là phải đến tối đấy ông nhỉ? Vâng. Hôm nay thì hết rồi. Vâng. Đấy, ông không đi thì ngày mai. Vâng. Ông không đi thì ngày mai lại không có máy để mà tuốt lúa được các bác này. Dùng cái máy mà hôm nọ cháu được ghi hình lên đấy các bác là các bác làm rất là chậm. Và cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác. Chắc là cháu được cũng xin được là kết thúc cái video này đây thôi các bác ạ. Và hẹn các bác ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào các bác. Mm-hmm.